Xin chào các bạn và chào mừng đến với kênh Holic Audio. Trong video này, chúng ta sẽ tiếp tục khám phá siêu phẩm truyện trọng sinh tướng môn độc hậu của tác giả Thiên Sơn Trà Khách. Bộ truyện kể về cuộc sống của Thẩm Diệu sau khi trọng sinh về tuổi 14. Hãy cùng nhau thưởng thức và khám phá câu chuyện thú vị này nhé. Hãy cùng bắt đầu nhé. Chương 77, nhốt Thầm diễu. Không sai Tô Minh Phong có chút ngạc nhiên trước thái độ của tạ cảnh hành, bỗng nhiên nhớ tới cái gì, bỡn cật cười nói đó không phải vị tiểu thư lần trước được ngươi giúp đỡ trong đợt kiểm tra sao. Nói như vậy, ngược lại cũng có vài phần can đảm, người cũng không xấu, tiểu tử vệ khiêm này, rõ ràng đang ở trong phúc mà không biết phúc. Hắn thấy tạ cảnh hành trầm tư, không khỏi cả kinh này, không phải ngươi thật sự coi trọng vị tiểu thư kia chứ, tạ cảnh hành cười nhạo một tiếng lạnh lùng nhìn lướt qua tô minh phong nói ngươi dường như rất rảnh rỗi thì phải ta đương nhiên rảnh rỗi tô minh phong nhíu nhíu mày ta nay bệnh nặng trong người không thể vào chiều cả ngày ở trong phủ trêu chó chọc mèo còn ngươi gần đây lại ít lộ diện cùng tên đại phu gọi là cao dương kia qua lại có phải có chuyện gì giấu ta không hai người lúc nhỏ thường xuyên qua lại nhưng càng lớn lên tạ cảnh hành càng trở nên thần bí một số việc ở tô gia đôi khi tạ cảnh hành còn tùy thời nhắc nhở hắn nhưng đối với những chuyện của tạ cảnh hành có lúc tô minh phong cảm thấy hoàn toàn không biết gì tạ cảnh hành ném một trái cây cho hắn ăn của ngươi đi thái độ này rõ ràng không muốn nói tiếp chuyện này tô minh phong ánh mắt lóe lóe khóe môi tràn ra một tia cười khổ nhưng cũng không nói gì nhận thiếp canh của vệ gia không lâu Nhiệm Uyển Vân bảo Hương Lan mời Thẩm Quý đến Thải Vân Uyển. Bởi vì hôn sự của Thẩm Thanh, Thẩm Quý cùng Nhiệm Uyển Vân nảy sinh hiềm khích, hai người ai cũng không chịu mở lời trước. Quan hệ mấy ngày nay lạnh như hàn băng. Lần này, vẫn là Nhiệm Uyển Vân chủ động xuống nước. Thẩm Quý vừa bước vào, Hương Lan cùng Thải Cúc vội vàng tỉnh an, Nhiệm Uyển Vân ngồi ở trước bàn, ánh mắt có chút u buồn. Người lại làm sao vậy? giọng điệu thẩm quý đông cứng vài ngày trước vì hôn sự của thẩm thanh nhiệm uyển vân đau lòng mắng hắn vô tình vô nghĩa làm cho trong lòng thẩm quý không khỏi tức giận tuy hắn coi trọng nhiệm uyển vân có thể đem mọi chuyện trong phủ xử lý ổn thỏa nhưng hắn cũng không phải là một người bao dung huống chi bị thê tử của chính mình tranh chua chỉ vào mũi mắng như vậy lão gia đã đến nhiệm uyển vân mệt mỏi liếc hắn một cái sắc mặt rất tiều tụy nàng từ trước đến nay luôn khôn khéo, khí phách, chưa từng có bộ dạng này. Thẩm quý thấy tình cảnh như vậy, lòng dạ mềm nhũn ba phần. Biết nhiệm Uyển Vân yêu thương Thẩm Thanh, mấy ngày nay bởi vì Thẩm Thanh lo liệu không ít chuyện, rốt cuộc vẫn là chính thê, hắn muốn cho nàng thể diện. Liền quát hương lan cùng thải cúc phu nhân sao lại tiểu tụy thế này, các ngươi chăm sóc chủ tử như vậy sao? Nhiệm Uyển Vân cũng nghe ra giọng nói thẩm quý dịu đi, trong lòng vui vẻ, vỗ về cái chán chịu thua không liên quan các nàng, là ta tự mình bận tâm thanh nhi. Mấy ngày nay ăn không ngon ngủ không yên, trong lòng khổ sở. Thanh nhi chuyện cũng đã rồi, người nghĩ nhiều vô ích, tốt nhất nên dưỡng thân thể cho tốt. Thẩm phủ trong ngoài còn cần ngươi quản lý thẩm quý nhìn thoáng qua nhiệm uyển vân. Lúc trước nhiệm uyển vân trưởng ra, hắn tự nhiên có rất nhiều tiện lợi, dùng bạc chung trong nhà đi tặng lễ, sổ sách nhiệm uyển vân làm giả không bắt bẻ được một chữ nay nhiệm uyển vân muốn chiếu cố thẩm thanh trần nhược thu tạm thời thay thế tự nhiên hắn làm việc không tiện bằng ngày xưa mà tất cả lợi ích đều bị tam phòng chiếm lấy trong lòng thẩm quý cũng không thoải mái nhiệm uyển vân cắn chặt răng thẩm quý chỉ một lòng vì con đường làm quan của chính mình không chút quan tâm thẩm thanh nàng nói ta cũng nghĩ vậy chỉ là thanh nhi nay luôn quấn lấy người đã lo lắng. Cho nên đem nàng gà đến hoàng gia thì tốt rồi thẩm quý nhắc tới việc này. Giọng nói mới rồi dịu đi giờ lại đông cứng đúng là đàn bà. Tóc dài kiến thức ngắn. Thanh Nhi nay đã như vậy. Phải tìm gia đình trong sạch gà qua mới đúng. Hoàng gia nhà lớn nghiệp lớn. Thanh Nhi gà qua chính là vợ cả. Người lại cố tình không đáp ứng. Nhiệm Huyền Vân trong lòng cười lạnh. Thẩm quý làm phụ thân. Mà lại vô tình vô nghĩa như vậy người như hoàng đức hưng thầm quý còn có thể nói tốt tuy rằng sớm biết người bên gối là kẻ thấy lợi quên nghĩa nhưng ngẫm lại nhiệm uyển vân vẫn có chút không rét mà run bất quá đây không phải là lúc nghĩ tới những điều này nàng lo mắt lão gia nói không sai ban đầu là ta suy nghĩ nông cạn ta cả ngày chỉ ở trong nhà không gặp chuyện lớn lão gia chọn người kia tự nhiên là tốt nhất ta ban đầu không muốn gả thanh nhi qua đó hiện tại lại cảm thấy việc này đối với Thanh Nhi mà nói chưa chắc đã không phải chuyện tốt. Thẩm quý đầu tiên là sừng sốt, không thể tin nhìn nàng ngươi đồng ý rồi. Nhiệm Uyển Vân hết lòng yêu thương Thẩm Thanh, sao hôm nay bỗng nhiên đáp ứng việc hôn nhân này, phải biết rằng Hoàng Đức Hưng thích đàn ông nha. Đành chịu vậy Nhiệm Uyển Vân trên mặt hiện lên vẻ bi thương bộ dạng Thanh Nhi bây giờ, sau này còn có người trong sạch nào lại muốn nàng, ta càng nghĩ, càng cảm thấy Hoàng gia rất thích hợp, ít nhất gà qua, Thanh Nhi sẽ không thiếu áo thiếu cơm, nếu nàng trôi qua không tốt, thì cũng do mệnh nàng khổ. Chấm, dứt lời kéo tay áo lau mặt, thấp giọng khóc lên. Nhìn nhiệm uyển vân như vậy, trong lòng thẩm quý thả lỏng, có chút tin tưởng lời nói của nhiệm uyển vân. Thẩm thanh đã không còn là hoàng hoa khuê nữ, mà hoàng gia chỉ cần một đích nữ thế gia đến ngồi vào vị trí hoàng thiếu phu nhân để cho thiên hạ nhìn. Thẩm thanh gả cho hoàng đức hưng, cả đời cơm áo không lo, cũng là một kết cục tốt. Tuy rằng thân là nữ nhân, có khả năng cả quảng đời còn lại nàng không thể nếm trải chuyện cá nước vui vẻ, nhưng loại chuyện này, ai có thể tra hỏi nàng. Nghĩ vậy, thẩm quý thở dài, đi đến bên người nhiệm uyển vân, vỗ vỗ lưng nàng, an ủi nói ngươi nghĩ thông suốt là tốt rồi, thanh nhi dù sao cũng là con gái ta, ta sẽ không hại nó. Hoàng đại nhân cùng ta có chút giao tình, ta sẽ bảo hắn chiếu cố Thanh Nhi, Thanh Nhi gả qua, sẽ không đến mức chịu ủy khuất. Trong lòng nhiệm uyển vân vì lý do thoái thác đàng hoàng của thẩm quý mà khinh bì, trên mặt lại lộ ra một chút ỉ lại vậy thỉnh cầu lão gia cùng hoàng đại nhân nói một câu, để hoàng gia cho người đến trao đổi thiếp canh. Nhanh như vậy, thẩm quý có chút giật mình. Bộ dạng thanh nhi như vậy, còn kéo dài làm gì chứ nhiệm uyển vân thở dài một tiếng thời gian càng lâu, e là sẽ bị người khác phát hiện manh mối, dù sao Thanh Nhi gần đây không ra ngoài. Gả đến hoàng gia, ít nhất còn có thể che lấp vài phần. Huống hồ, chấm, nhiệm uyển vân vuốt ngực một cái đêm dài lắm mộng, từ khi Thanh Nhi gặp chuyện không may, ta vẫn rất sợ hãi. Nhìn thấy nàng lo lắng như vậy, thẩm quý trầm ngâm một chút, nhân tiện nói ngươi nói cũng có lý, chuyện Thanh Nhi không thể kéo dài, như vậy, hôm nay ta liền viết thư cho Hoàng Đại Nhân nhắc tới việc này, nếu chỉ là trao đổi thiếp canh, thương lượng này cũng không phải không thể. Hết thảy đều dựa vào lão gia nhiệm Uyển Vân Dịu Ngoan nói. Thẩm quý còn nói nói vài câu, mới vừa lòng rời đi. Hôm nay nhiệm Uyển Vân rất vâng lời, ban đầu nhận sai sau đó lại đồng ý làm theo lời hắn, làm cho trong lòng hắn thoải mái, lo lắng mấy ngày nay tản đi, bước chân dường như có chút xuân phong đắc ý chờ thẩm quý rời khỏi thải vân uyển hương lan đem cửa lớn bên ngoài khép lại lo sợ không yên nói phu nhân chuyện này gạt lão ra thật sự được chứ nhiệm uyển vân làm cho thẩm quý nghĩ thẩm thanh nguyện ý gả cho hoàng đức hương không nói đến việc nàng tính toán hoán đổi hôn sự của thẩm thanh cùng thẩm diệu mà từ việc này thẩm thanh sẽ thật sự gả cho vệ khiêm còn thẩm diệu gả chính là hoàng đức hương đoạn tụ chuyện này tự nhiên không thể để thẩm quý biết dù kết cục ra sao người như thẩm quý chỉ cần một khả năng nhỏ ảnh hưởng đường làm quan của hắn hắn cũng có thể bí quá hóa liều mà nhiệm uyển vân cũng không bao giờ để con gái mình nhảy vào hố lửa tất nhiên phải gạt hắn hắn không có lương tâm như vậy muốn đem thanh nhi của ta đổi lấy tiền đồ cũng không hỏi một chút ta có đồng ý hay không nhiệm uyển vân cười lạnh một tiếng trượng phu lạnh lùng nữ nhi gặp chuyện không may thời gian này đã làm nàng già đi rất nhiều trong một đêm dường như thêm mấy nếp nhăn trên mặt, trước kia nàng mặt mũi hiền lành, nay chỉ còn lại vẻ âm độc việc này không thể sơ hở. Cho dù ngày sau hắn phát hiện cũng không còn kịp rồi. Nhưng việc này có thể bất lợi đối với đại tiểu thư hay không? Thải Cúc hỏi cho dù đổi gà thành công, hoàng gia cùng vệ gia nếu biết chân tướng có thể cam tâm sao? Yên tâm nhiệm Uyển Vân nắm chặn giấy trong tay nói hoàng gia bất quá là muốn một tiểu thư có thân phận, người nào cũng đều giống nhau. Về phần vệ gia, nếu bọn họ dám lên tiếng, ta liền vu cáo bọn họ cưỡng hiếp dân nữ trong sạch, tóm lại sẽ có biện pháp làm cho bọn họ ngậm miệng. Huống hồ, chấm, sắc mặt nàng đột nhiên giữ tợn thanh nhi của ta có gì không tốt, dù nay gặp chuyện không may nhưng so ra vẫn hơn tiểu tiện nhân thẩm diệu kia. Cưới được thanh nhi là vệ gia bọn hắn có phúc. Vừa nói đến thẩm diệu, Nhiệm Uyển Vân liền hận đến toàn thân phát run, Hương Lan cùng Thải Cúc cúi đầu trầm mặc, không dám nói nữa. Một lát sau, thanh âm của Nhiệm Uyển Vân vang lên hiện tại, quan trọng nhất là phải làm cho hai nhà kia đồng ý tổ chức hôn sự thật sớm. Trước khi đại ca đại tẩu hồi kinh, đại lão gia cuối năm sẽ hồi kinh, còn mấy tháng thôi Hương Lan tiến lên từng bước, nhắc nhở nói lại nói ngũ tiểu thư, tính tình không tốt, nếu nàng biết mình bị đính thân, chỉ sợ sẽ đại náo một hồi, nói không chừng còn thừa dịp ban đêm trốn khỏi thẩm phủ, khi đó chúng ta làm sao bây giờ? Trốn! Nhiệm Uyển Vân hung tợn nói muốn trốn cũng phải xem nàng có bản lĩnh hay không. Nàng không phải đang bị cấm túc trong từ đường sao? Từ hôm nay trở đi, đem kia từ đường kia khóa lại cho ta. Rõ ràng là muốn đem thẩm diệu đang sống sờ sờ nhốt lại. Hương Lan cùng thải cúc cả kinh, song song cúi đầu trước nay thẩm phủ tuy rằng chèn ép thẩm diệu nhưng bề ngoài cũng không nhìn ra ngày này qua ngày khác đều kiên trì như vậy đây là lần đầu tiên dùng thủ đoạn sấm sét đối với thẩm diệu hầu như đã không còn cố kỵ xé rách mặt tiểu tiện nhân kia nhiều trò ương ngạnh chỉ có nhốt lại chờ đến thời gian cho nàng ly rượu đưa lên kiệu kêu trời không thấu kêu đất không hay hoàng gia cũng không phải đèn cạn dầu dậy dỗ nàng mấy ngày cuối cùng cũng sẽ ngoan ngoãn lời nói nhiệm uyển vân bộc lộ ác ý không hề che giấu thật sự không dạy dỗ được vẫn còn có sự thân vương nàng đắc ý cười nói mùa đông càng ngày càng lạnh đại mạc tây bắc liên tiếp truyền tin thẩm tín dẫn dắt quân đội có công đẩy lùi quân địch anh dũng tác chiến trên chiến trường tướng địch nghe tên đã sợ mất mật người trong thành định kinh suy đoán đến cuối năm khi hồi kinh thẩm tín nhất định được ban thưởng vô số Vinh quang của Thẩm gia thật làm người ta đố kỵ, nhưng cũng là dùng máu trên chiến trường để đổi lấy, hiện tại Hung nô chưa lui, các nước chung quanh như hổ rình mồi. Hoàng thất Minh Tề tự nhiên sẽ trọng dụng Thẩm gia, nhưng ngày sau thế nào còn chưa nói trước được. Đạo lý hết thỏ giết chó săn, hoàng thất không ai không biết, dù sao vua nào thì triều thần nấy. Nhất là hoàng thất Minh Tề có đến 9 hoàng tử, mạch nước ngầm từ từ khởi động làm cho người ta không dám khinh thường. Nếu nói gần đây trong thành Định Kinh có chuyện gì náo nhiệt thì đó là chuyện kết thân của Thẩm gia. Bất quá tin tức chuyện này truyền ra không biết vì sao lại hết sức thần bí, chỉ biết là có hai nhà tới cửa cầu hôn, một hộ là vệ gia Trung thư thị lang, hộ còn lại là hoàng gia thiếu phủ giám. Hai hộ đều là thế gia, hai vị thiếu gia cũng là người tài tuấn, cùng Thẩm gia quả thật môn đang hộ đối. Thẩm Nguyệt mỗi ngày vẫn đến Quảng Văn Đường, vì thế mọi người suy đoán, người sắp thành hôn, nhất định là đích nữ đại phòng Thẩm Diệu cùng đích nữ nhị phòng Thẩm Thanh. Về Thẩm Thanh cũng không sao, riêng Thẩm Diệu thân phận có chút sáu diệu. Trong đám võ quan hiện tại, chỉ có nhà Lâm An Hầu là có thể so sánh. Bất quá Lâm An Hầu là người thông minh, trừ việc theo lệnh vua nắm giữ ấn soái, bình thường đều cố thủ kinh thành. Thẩm Tín ngược lại, quanh năm đều đóng ở biên quan. Có một phụ thân tay cầm quyền cao như Thẩm Tín, Thẩm Diệu Gà cho ai, cũng đều là một sự hỗ trợ lớn đối với nhà chồng. Hoàng thất Minh Tề đều nhìn chằm chằm, cũng may hai hộ đến cầu thân đều là quan văn cùng võ tướng bất đồng. Hơn nữa vệ gia cùng hoàng gia đều thuộc loại danh tiếng tốt, lại hiểu rõ trung dung chi đạo, tạm thời cũng không vướng vào vũng nước đục tranh giành hoàng quyền, cho nên mối hôn sự này So với chuyện ồn ào thầm diệu ái mộ định vương trước đây mà nói, rõ ràng sẽ thuận lợi hơn. Trong Quảng Văn Đường, Dịch Bội Lan hỏi Thẩm Nguyệt tỷ tỷ muội muội kia của ngươi, quả thật là phải lập gia đình hay sao mà ngay cả Quảng Văn Đường cũng không thấy đến. Từ sau sự kiện ở Ngọa Long tự, Thẩm Diệu cùng Thẩm Thanh chưa từng ra khỏi cửa, đừng nói chuyện đi đến Quảng Văn Đường. Thẩm Diệu là bởi vì bị cấm túc, Thẩm Thanh thì phải dưỡng bệnh. Thẩm Nguyệt cười cười ta cũng không biết, mẫu thân thần thần bí bí, chắc là vậy rồi. Nhưng mà phải nói, tỷ tỷ muội muội của ngươi ngược lại rất may mắn giang hiểu huyên nghĩ nghĩ nhất là Thẩm Diệu, vệ công tử cùng hoàng công tử, vị nào cũng rất tốt nha. Tại sao lại không rơi xuống trên đầu ngươi a? À? Thẩm Nguyệt già vờ giận ta còn muốn ở lại trong phủ thêm vài năm, chuyện lập gia đình ta chưa nghĩ tới. Tuy nói vậy nhưng trong lòng nàng cũng có chút vướng mắc. Quả là đến tuổi các nàng, tự nhiên sẽ bắt đầu quan tâm đến hôn sự của chính mình. Nhưng hiện tại trong phủ, Thẩm Diệu so với nàng còn nhỏ hơn 2 tuổi, cũng sắp đính thân, chỉ giữ lại mình nàng. Thẩm Thanh thì không nói, dù sao cũng đã bị hủy đi trong sạch, nhưng ngay cả Thẩm Diệu cũng tìm được nhà tốt để thành hôn, trong lòng Thẩm Nguyệt Sao lại không đố kỵ. Có lẽ vì không muốn nhìn Thẩm Diệu sống tốt, nhất là từ trước đến nay, Thẩm Diệu mọi mặt đều không bằng nàng nay vệ gia chủ động cầu hôn, điều này cho thấy họ nhìn nhận thẩm diệu không tệ. nếu trần nhược thu không khuyên nàng, chỉ sợ thẩm nguyệt vẫn còn luẩn quẩn việc này trong lòng. người nha, bạch sáu chỉ chỉ chán nàng hiện tại vừa lúc nên vì mình mà tính toán rồi, không thì. chấm, nàng hướng bên kia hất cầm ngươi cảm thấy hắn như thế nào? nàng vừa nói vừa nhìn thái lâm ở hướng đối diện, thẩm nguyệt theo ánh mắt bạch sáu nhìn qua. Thái Lâm cảm nhận được ánh mắt của Thẩm Nguyệt, quay đầu lại, sừng sốt một chút, rồi không được tự nhiên lách mình trốn đi. Đôi mắt Thẩm Nguyệt lập tức đỏ lên, cắn thật chặt môi dưới. Thiếu niên đã từng cảm mến mình nay lại tránh mình như rắn rết, Thẩm Nguyệt kiêu ngạo như vậy, tự nhiên cảm thấy đây là một sỉ nhục lớn. Thái Lâm né tránh ánh mắt lên án của Thẩm Nguyệt, trong lòng có chút buồn rầu. Từ sau đợt kiểm tra bị Thẩm Diệu giáo huấn, Bây giờ nghĩ đến Thẩm Diệu, không hiểu vì sao hắn có một loại sợ hãi. Giống như trời sinh là thiên địch làm cho hắn muốn né tránh Thẩm Diệu, huống hồ ngày đó Tạ Cảnh Hành dường như vì Thẩm Diệu giải vây. Thái Lâm ở Định Kinh cũng được coi là một tiểu bá vương, nhưng vẫn không so được với Tạ Cảnh Hành, tự nhiên sẽ không cùng Tạ Cảnh Hành đối nghịch. Mặc kệ ngày đó Tạ Cảnh Hành ra tay là cố ý hay vô tình, Thái Lâm cũng không nghĩ lại đi trêu chọc Thẩm Diệu. Mà ngày đó từ đầu đến cuối Thẩm Nguyệt cũng chưa liếc nhìn hắn một cái, làm cho tình cảm nồng nhiệt của thiếu niên trong hắn hoàn toàn lạnh xuống. Thấy Thẩm Nguyệt xấu hổ, Dịch Bội Lan bĩu môi, chuyển hướng câu chuyện, cười nói nhưng mà, qua 15 là ngày sinh của lão phu nhân nhà các ngươi, ta cũng phải chọn chút lễ mới được. Mỗi năm đến ngày sinh của Thẩm lão phu nhân, đều hết sức náo nhiệt. Phô trương như vậy thậm chí còn có người trong hoàng thất đến dự thẩm lão phu nhân kiến thức hạn hẹp, cảm thấy sinh nhật làm càng to càng có thể diện. Hàng năm đều mời đến rất nhiều quan lại, thẩm quý cùng thẩm vạn tự nhiên vui như mở cờ, vì như thế, có thể làm cho bọn họ cùng các vị đồng liêu càng thêm giao hảo. Ngày như vậy, tự nhiên sẽ thu lễ. Nghĩ đến thọ yến sau ngày rằm, mấy người dịch bội lan đều phải đến dự, dù sao mọi năm vào dịp này, quan lớn minh tề đều được thẩm gia mời đến. Đúng rồi bạch sáu hình như mới nhớ lại thiếu chút nữa ta quên mất chuyện này, cũng may có bội lan nhắc nhở, Nguyệt Nhi, ngươi chuẩn bị tặng lễ gì cho thẩm lão phu nhân A? Thẩm Nguyệt là tài nữ kinh thành, quà tặng hàng năm của nàng đều làm thẩm lão phu nhân tăng thêm thể diện. Nếu nói thẩm thanh tặng lễ giá trị sang quý, thì quà của thẩm Nguyệt lại tinh xảo độc nhất vô nhị. Chỉ có thẩm diệu, mỗi khi đưa ra đều làm cho người ta cười đến rụng răng chỉ là một bức tranh theo mà thôi thẩm nguyệt khiêm tốn nói các ngươi vừa nói lại làm ta thấy tò mò giang hiểu huyên ác liệt nói năm nay ngũ muội ngươi sẽ tặng cái gì nhỉ sẽ không vội theo giá y mà quên thọ lễ của lão phu nhân đó chứ phùng an ninh đang ở một bên gục xuống bàn nghe vậy hừ lạnh một tiếng đứng dậy rời khỏi đám người dịch bội lan cũng dừng câu chuyện ở trên bục bùi lang đang thu thập bài giảng cũng nghe được lời họ vừa nói Mấy ngày nay, nghe tin tức thẩm diệu sắp đính hôn, hắn cũng cảm thấy cổ quái. Thiếu nữ có cái nhìn như dã thú, thành thân sớm như vậy làm cho nàng ẩn núp sau hậu viện, nàng sẽ ra sao? Trong khi mọi người đang bàn tán về thẩm diệu, thì nàng lại đang ở trong từ đường chuyên chú tự mình đánh cờ. Từ đường mang theo hàn khí, trên mặt đất đều là đá phiến màu than trì, khi quỳ xuống qua lớp vải mỏng có thể lạnh đến bên trong xương bánh chè. Kinh chập cùng cốc vũ mang đến một ít đệm mềm, nhưng cũng không có tác dụng lớn. Thẩm diệu phân phó các nàng nấu một ít thảo dược, đặt tại bốn góc tường, hôn một lần, dễ dàng khử đi hàn khí không để thân mình nhiễm bệnh. Kinh chập cùng cốc vũ lúc đầu không tin, sao lại thấy thảo dược kia quả thật dùng tốt, còn hỏi thẩm diệu làm sao biết được phương thuốc này. Thẩm diệu bảo từng nghe người khác nói qua, chỉ có bản thân nàng biết, đây là học được trong thời gian mấy năm làm con tin ở Tần Quốc. Ở đó trời rất lạnh, tiền bạc thiếu thốn, chỉ phải tìm phương pháp đơn giản mà hiệu quả để sưới ấm loại trừ mầm bệnh, so với nơi đó thì từ đường chỗ này còn chưa tính là gì. Tiểu thư sao còn cố chơi cờ kinh chập dậm chân. Thẩm diệu đem quân cờ trước mặt xếp thành một hàng, trên bàn cờ, vốn là các quân cờ đan xen nhau lại bị nàng xếp trắng ra trắng, đen ra đen, nhìn không ra là kết cấu gì editor. Nhạc nhạc hi hi cộng beta, tiểu vũ. Xuân Đào nhờ Mạc Kình nhắn lại kinh chập thấy thẩm diệu không đáp lới. Tiếp tục nói nhị phu nhân có ý đố đổi hôn sự của người cùng đại tiểu thư. Thiếu gia hoàng gia kia là người đoạn tụ A. Vậy phải làm sao bây giờ? Tiểu thư lúc này rồi mà ngày còn tâm tình để chơi cờ sao? Vốn tưởng rằng cũng là một mối hôn nhân tốt. Nhưng ngày đó ở vinh cảnh đường Thẩm diệu đã cự tuyệt đề nghị của thẩm lão phu nhân. Dù vậy, Xuân Đào vẫn hỏi thăm được, thẩm gia đã thay thẩm diệu đồng ý hôn sự này. Chỉ có người Tây Viện là không biết, nói cách khác, trừ bản thân thẩm diệu, còn lại ai cũng biết thẩm diệu sắp lập gia đình. Nếu gả cho vệ khiêm cũng không nói, dù sao đó cũng là một người đứng đắn, nhưng còn Hoàng Đức Hưng kia là người thích đàn ông, thẩm diệu gả qua không phải sống như quả phụ sao. Bọn nha hoàn vừa nghe đến điều này thiếu chút nữa điên rồi, Mạc Kình cũng nhắn, nếu Thẩm Diệu đồng ý, hắn sẽ mang Thẩm Diệu đi trốn. Mạc Kình trước đây là người trong giang hồ, tự nhiên biết chạy trốn không dễ dàng, một khi chạy trốn, nghĩa là chuyện sau đó có thể tùy ý người khác bịa đặt, chân tướng thế nào không ai biết được. Hơn nữa Thẩm Diệu từ đầu vốn không có ý định trốn chạy chú ý, liền từ chối đề nghị này. Nếu không, ít nhất cũng phải để Mạc Kình thay tiểu thư nhắn tin cho lão gia a, à, chuyện này lão gia cũng chưa biết bọn họ thừa dịp lão gia chưa hồi kinh để tiểu thư thành thân, cứ để thế này, gạo nấu thành cơm, ai cũng không thay đổi được cốc vũ cũng khuyên nhủ. Nàng biết thẩm diệu bây giờ là người có chủ ý, nhưng nàng cái gì cũng không nói ra, mấy nha hoàn bọn họ chỉ có thể vì mà thẩm diệu lo lắng xuông. Nhắn cái gì thẩm diệu thản nhiên nói hiện tại bên ngoài Tây Viện đều là thủ hại nhiệm uyển vân, một con ruồi cũng không qua lọt, ta nếu là chạy trốn, người hầu trong viện làm sao bây giờ? Tuy nói ta không phải người nhân từ gì, nhưng ở đây có vài người là cha mẹ ta cố ý để lại. Người có tin hay không, ta vừa rời đi, nhiệm uyển vân lập tức sẽ đem cả viện giết người diệt khẩu. Kinh chập cùng cốc vũ ngẩn ra. Và lại ngươi cho là truyền tin ra ngoài đơn giản như vậy, nơi này suốt ngày đều có người nhìn chằm chằm, bọn họ đã muốn nhốt ta, ngươi nghĩ sẽ chừa chỗ trống để ta chui lọt sao? Các ngươi cũng quá xem thường nhị thẩm rồi. Nhiệm Uyển Vân chắn chắn sẽ không để thẩm diệu gây ra chuyện gì. Trên đời này, làm mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ. Nhiệm Uyển Vân vì hạnh phúc thẩm thanh, tất nhiên sẽ liều mạng hoàn thành mọi việc. Vì chuyện lần này, Nhiệm Uyển Vân đặt cược không nhỏ. Dù sao loại chuyện trộm long cháo phượng này, nàng cũng không thương lượng cùng thẩm quý, mà tự mình quyết định. Nếu nàng thành công, sẽ là một việc vui lớn, còn nếu thất bại, chỉ sợ nàng ở nhị phòng sẽ không còn mảnh đất cắm rùi. Nhưng mà tiểu thư, chẳng lẽ chúng ta cứ để yên như vậy? Kinh chập vội la lên, "Nô Tỳ liều mạng cũng sẽ không để tiểu thư gả cho người đoạn tụ a." Các ngươi có nhìn ra điều gì ở ván cờ này không? Thẩm Diệu không nói nhiều, chỉ vào trên bàn bàn cờ hỏi. Trên bàn cờ, cờ trắng cờ đen xếp thành hai hàng, phân biệt rõ ràng, có chút kỳ quái. "Nô Tỳ." chấm. Nô Tỳ không biết đánh cờ. Quả thật xem không hiểu. Sau một lúc lâu, Cốc Vũ thận trọng trả lời. Các ngươi nhìn thấy cái gì? Thẩm Diệu lại hỏi. Kinh chập đánh bạo trả lời trắng và đen, xếp cùng một chỗ, thật rõ ràng. Đúng rồi, con ngươi Thẩm Diệu hiện lên một tia sáng nay ra cờ, đã đem lợi thế của hai bên bày ra trước mắt, ngươi biết quân cờ của ta, ta cũng biết quân cờ của ngươi, vậy cuối cùng ai sẽ thắng, phải dựa vào bản lĩnh kinh chập cùng cốc vũ nhìn nhau, không hiểu rõ ý tứ thẩm diệu. Nhiệm Uyển Vân nghĩ đã biết tất cả quân cờ mà ta có, kỳ thật không phải vậy nàng từ phía sau lấy ra một quân cờ đen, đặt bên cạnh đám cờ trắng ta còn có một quân cờ. Sinh thần của lão phu nhân, qua ngày rằm là tới phải không? Nàng đột nhiên hỏi. Đúng vậy kinh chập đáp nghe nói Xuân Đào hỏi thăm được, nhị phu nhân dự định sẽ công cố hôn sự của tiểu thư trong bữa tiệc này, đây là muốn làm xong trước khi phụ thân hồi kinh A thẩm diệu mỉm cười. Đúng vậy, chỉ còn mấy tháng là đến cuối năm, chỉ sợ không còn kịp nữa cốc vũ lo lắng. Thật vậy sao? Thẩm tín khải hoàn trở về, quả thực phải đợi đến cuối năm. Nhưng minh tề năm thứ 68, thẩm tín ở Tây Bắc đẩy lùi quân địch, tàn quân chạy chối chết, liền dâng hàng thư. Quân đội thẩm gia mang theo hàng thư, về chiều phục mệnh sớm hơn mấy tháng. Nói đến cũng khéo, có lẽ khi đó Thẩm Tín vì muốn biểu đạt hiếu tâm, hàng năm đến ngày sinh của Thẩm lão phu nhân, Thẩm Tín đều không ở kinh thành. Nhiều lần như vậy, có người còn nói Thẩm Tín bất hiếu. Vì thế lần này Thẩm lão phu nhân đại thọ 70 tuổi, Thẩm Tín liền sắp xếp về kinh sớm. Một hôm, Thẩm Tín đột nhiên hồi phủ, Thẩm lão phu nhân đang đãi khách, mà Thẩm Diệu lại không có mặt. Vì sao? chính là vì lúc này nàng đang trốn tránh ở định vương phủ. Thẩm tín vốn định trở về hưởng thụ niềm vui đoàn viên, lại biết nữ nhi chính mình chẳng màng luân thường đạo lý, xem trọng định vương, mà nàng khi đó lại vì sự ôn nhu giả tạo của phó tu nghi, ngoảnh mặt làm ngơ đối với lời khuyên của Thẩm tín, thậm chí lấy cái chết uy hiếp để được gà cho định vương. Giờ ngẫm lại, chỉ là một hồi oan nghiệt. Thẩm tín phong trần mệt mỏi gấp gáp trở về, nhìn thấy một nữ nhi bất hiếu, đem thẩm gia kéo vào vực sâu, không có đường về. Kiếp này không giống kiếp trước, nàng không vì dự thân vương mà chạy trốn khỏi thẩm gia, cũng không còn mê luyến cái túi gia phó tu nghi nữa. Nếu thẩm tín trở về, nhìn thấy nữ như không giống như kiếp trước, thì nàng có thể chuộc lại một phần tội nghiệt hay không? Phụ thân trước giờ vẫn thật lòng tôn kính lão phu nhân đi thẩm diệu thản nhiên nói. Đúng vậy kinh chập đáp thẩm lão phu nhân xuất thân ca nữ, công phu diễn kịch không tồi, trước giờ vẫn luôn thể hiện vẻ từ mẫu không chút khuyết điểm, lúc lão tướng quân còn tại thế, một chút sai sót đều không tìm ra. Võ tướng là người trọng tình, thẩm tín tri ân báo đáp, từng được thẩm lão phu nhân chăm sóc, làm cho hắn căn bản không nhìn ra phía dưới khuôn mặt kia là một lão phụ nhân ác tâm. Nhị thẩm làm thế này cũng là tạo cơ hội cho ta thẩm diệu lại cười nói, đôi mắt lóe lên ánh sáng kinh người vừa lúc, xé rách mặt để người trong thiên hạ xem đi. Ngoại chuyện siêu nhỏ. Cha mẹ, ca ca, rốt cuộc các người cũng đã về, con gái bị người ta ức hiếp đến thảm, hu hu. Chấm. Vốn định là đăng từ tối qua, nhưng lạ chưa bê ta xong tê gạch dưới tê. Chưa vừa bê ta xong đang định đăng lên thì mẹ tự dưng ới mới phái hiện ra hôm nay là ngày mình đi học vừa về một cái đã bỏ lên đăng luôn. Hay, mấy chương sau thẩm diệu có phụ mẫu chống lưng, v, v, v. Chương 78, Sinh Thần Đầu tháng 11, mặt trời chiếu ánh nắng, khí trời trong lành. Một ngày khó có được trong mùa đông trùng hợp cũng là ngày đại thọ 70 tuổi của thẩm lão phu nhân. Tướng quân phủ trong ngoài đều được trang hoàng, kho bạc chung cũng xuất ra để đặt mua đồ mới. Thọ Yến hiển nhiên được tổ chức tại Đông Viện, Đông Viện hoàn cảnh u nhã thanh tĩnh, bụi hoa ngọn cỏ cũng được chăm chút cẩn thận, từng nhóm nha hoàn nhẹ nhàng khoan thai đi lại, lời nói cử chỉ trầm ồn, thanh tú nhu thuận. Để người khác vừa vào cửa, liền cảm thấy không hỗ là điệu bộ của người nhà giàu. Thẩm lão phu nhân ngồi trên ghế cao chính giữa vinh cảnh đường, không ít phu nhân tiểu thư tiến đến ân cần thăm hỏi. Ở Minh Tề, thẩm gia dù sao cũng là nhất đẳng võ tướng thế gia. Quan to hiển quý kinh thành tất nhiên phải nhìn vào mặt này để chuẩn bị. Nhiệm Uyển Vân cũng vội vàng tiếp đón khách nhân. Tuy nói Trần Nhược Thu tạm thời nắm quyền quản lý, nhưng năm trước sinh thần thẩm lão phu nhân đều giao cho Nhiệm Uyển Vân sắp xếp. Về phần giao tiếp cùng các phu nhân, so với Trần Nhược Thu thì Nhiệm Uyển Vân cũng làm rất tốt. Trần Nhược Thu là dựa vào dòng dõi thư hương Nhiệm Huyền Vân cũng không thua kém, nàng ứng phó khéo léo, vinh cảnh đường nhất thời tiếng nói cười hân hoan. Thẩm Nguyên Bách tựa sát thẩm lão phu nhân ăn mật đường, các phu nhân thỉnh thoảng lại khen hắn tuổi còn nhỏ mà nhìn thật thông minh, ngày sau chắc chắn tiền đồ vô hạn. Thẩm lão phu nhân nghe được mặt mày hớn hở, ngay cả Nhiệm Huyền Vân nghe được những lời khen tặng này, vẻ lo lắng mấy ngày nay bởi chuyện của thẩm thanh cũng tạm thời biến mất. Ngược lại Trần Nhược Thu, thấy mọi người luôn miệng khoa trương khen ngợi thẩm nguyên bách và thẩm viên người vẫn đang ở bên ngoài nhậm chức, trong lòng rất không thoải mái. Con trai là kiêng kỵ của tam phòng, ai cũng biết Trần Nhược thu gả cho thẩm vạn đã nhiều năm, trừ bỏ một đứa con gái là thẩm nguyệt vẫn luôn không có con trai. Mà thẩm vạn đối nữ nhân khác lại không có hứng thú, thẩm lão phu nhân từng muốn nhét vài thiếp thất cho thẩm vạn để khai chi tán diệp, đều bị thẩm vạn cự tuyệt. Bởi vậy nên Thẩm lão phu nhân giận chó đánh mèo lên người Trần Nhược Thu, so với Trần Nhược Thu, Nhiệm Uyển Vân hiển nhiên càng vừa lòng Thẩm lão phu nhân. "Bất quá, sao hôm nay không thấy Thẩm gia đại cô nương cùng Ngũ cô nương?" Dịch phu nhân cười nói. Nhiệm Uyển Vân phụ trách tiếp đãi các phu nhân, Thẩm Nguyệt đương nhiên tìm cách thân cận các tiểu thư quý môn. Cùng các nàng ở trong vườn vừa cười nói vừa dùng điểm tâm. Nhưng lại không thấy Thẩm Diệu cùng Thẩm Thanh Nhiệm Uyển Vân cùng thẩm lão phu nhân nghe vậy, sắc mặt đồng thời trầm xuống, Trần Nhược Thu khóe miệng nhếch lên. Thân mình thẩm thanh còn chưa tốt, miễn cưỡng cũng có thể gặp người, nhưng nàng lại luôn mồm nói nhất định phải đem thẩm rượu bằm thay vạn đoạn. Những lời này không thể bị người ngoài nghe được, mấy ngày nay Nhiệm Uyển Vân luôn an ủi tinh thần thẩm thanh, miễn cho nàng có ý nghĩ tự vẫn. Về phần an ủi như thế nào, Trần Nhược Thu hoàn toàn có thể đoán được, Đơn giản chính là hứa hẹn làm cho Thẩm Diệu rơi vào kết cục thê thảm. Về phần Thẩm Diệu, không biết từ nơi nào nghe được chuyện Thẩm lão phu nhân tự ý thay nàng nhận thiếp canh của vệ gia, gần đây luôn trầm mặc, bây giờ lại giống như phản kháng đến điên lên, nàng tuyên bố từ chối hôn sự, thậm chí dọa sẽ đào hôn. Nghe xong lời này biểu hiện của Thẩm lão phu nhân trở nên trầm trọng, nhiệm Huyền Vân cùng Thẩm lão phu nhân nghĩ đến thái độ Thẩm Diệu gần đây ngày càng ương ngạnh, nàng tuyên bố muốn đào hôn thật có khả năng sẽ làm ra chuyện này nhưng mà nay thẩm diệu vạn lần không thể xảy ra chuyện một khi nàng gặp sự cố chuyện đổi gả với thẩm thanh không thể thực hiện được vì thế khi thẩm diệu tuyên bố kháng hôn thẩm lão phu nhân cùng nhiệm uyển vân nghĩ nếu không làm thì thôi đã làm thì phải làm đến cùng liền đem thẩm diệu nhốt trong tử đường tử đường của thẩm phủ nằm sâu trong viện phía tây nam bình thường ít người lui tới hộ vệ bên ngoài tăng lên gấp đôi, mà các nha hoàn ở Tây Viện, tính cả bốn nha hoàn bên người thẩm diệu, đều bị thẩm lão phu nhân tìm ra khế ước bán mình, nắm chặt trong lòng bàn tay. Ý là, nếu thẩm diệu có động tác gì, những nha hoàn này đều không giữ được. Vì thế mấy ngày nay, thẩm diệu vẫn bị nhốt ở từ đường thẩm gia, ngày ngày niệm kinh cầu nguyện. Nhiệm Uyển Vân hy vọng như vậy có thể mài rũa được tính tình ương ngạnh của Thẩm Diệu, Đồng thời cũng là phòng ngừa xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Sinh thần hôm nay, nếu thả Thẩm Diệu đi ra, chỉ sợ nàng ở trước mặt mọi người nói những điều làm kinh hãi thế tục, vì thế Nhiệm Uyển Vân bàn bạc cùng Thẩm lão phu nhân, dứt khoát không cho Thẩm Diệu xuất hiện trước mặt mọi người. Nghĩ đến Thẩm Diệu, Nhiệm Uyển Vân có chút đau đầu. Nàng ở trong đại trạch nhiều năm như vậy, nay ngay cả một tiểu cô nương trong đầu suy nghĩ cái gì nàng cũng không rõ nói thẩm diệu là kẻ vô dụng nàng lại bất động thanh sắc từ việc thẩm thanh cắn ngược lại mọi người nói nàng là người trầm tĩnh nàng lại diễu võ dương oai thể hiện việc muốn đào hôn không chút nào che giấu chỉ còn cách đem nàng nhốt lại trần nhược thu thưởng thức xong vẻ mặt đặc sắc của nhiệm uyển vân cười nói thanh nhi thân mình không khỏe bây giờ sẽ không đi ra đợi lát nữa khi con cháu dâng lễ cho lão phu nhân sẽ xuất hiện diệu nhi cũng bị nhiễm bệnh nổi sởi trên mặt không thể ra gió. Ở đây có nhiều tiểu thư như vậy, sợ sẽ lây cho các vị, nên bây giờ còn ngồi ở trong phòng. Nếu nói thẩm diệu nhiễm bệnh, khó tránh khỏi có người tò mò, giả vờ thăm hỏi để đi nhìn một cái. Bây giờ nói đây là bệnh dễ lây, tất nhiên sẽ không có ai dám vào thăm. Nhất là các cô nương đều yêu cái đẹp, sao dám mạo hiểm đi xem. Mẫu thân của Giang Hiểu Huyên, Giang Phu Nhân cũng cười, trong lời nói như có như không mang theo giò xét thì ra là như vậy a à, ta còn tưởng hai vị tiểu thư vội vàng theo đồ cưới, ngay cả chúng ta cũng không thèm gặp. Uyển Vân, ngươi cần chiếu cố các tiểu thư thật tốt, như vậy ngày sau xuất giá, mới không chậm trễ công việc. Nàng vừa dứt lời, chung quanh nhóm phu nhân liền phụ họa. Việc hôn nhân của vệ gia cùng hoàng gia, ở trong thành định kinh truyền đi ồn ào huyên náo, đáng tiếc thẩm gia lại chưa bao giờ mở lời chứng thực, Điều này làm cho người ta cảm thấy kỳ quái, người muốn dò xét không ít. Đến cuối cùng là vị tiểu thư nào gả cho ai, mọi người đều mơ hồ, vì thế hôm nay Giang phu nhân liền hỏi ra lời, muốn xác định xem việc hôn sự gây ồn ào này có thực hay không. Nhiệm huyền Vân ánh mắt chợt lóe, hiểu rõ ý đồ của Giang phu nhân, cười nói ngươi nói chuyện gì đâu không, cho dù là vội vàng theo đồ cưới, nhưng nay là sinh thần lão phu nhân, cũng phải có mặt làm tròn chữ hiếu. Nếu không phải là thật sự bị bệnh, sao lại không đến để được trông thấy các vị phu nhân? Editor, nhạc nhạc hi hi cộng beta, tiểu Vũ. Lời nói đánh tan nghi hoặc, thừa nhận hôn sự này đúng là có. Các vị phu nhân ở đây đều quen nhìn việc ở đại trạch, ai không phải là kẻ thành tinh chứ? Nghe được ý tứ trong lời nói của Nhiệm Biển Vân, nhất thời tiếng chúc mừng vang lên không dứt thẩm lão phu nhân vuốt mặt Thẩm Nguyên Bách từ ái tươi cười, khách chủ đều vui mừng. Trong vườn, giờ phút này một đám tiểu thư trẻ tuổi vậy quanh, bọn họ đánh cờ trên bàn đá, chơi bài lá, ăn điểm tâm, nói chuyện phiếm. Ngươi nói xem, Nguyệt Nhi Giang Hiểu Huyên lên tiếng hai tỷ muội kia của ngươi, đến bây giờ sao còn chưa nhìn thấy, chẳng lẽ là thật sự bị bệnh? Là thật, thẩm Nguyệt lắc đầu, ánh mắt hiện ra một tia lo lắng đại tỷ tỷ bệnh còn đang nhiều, bệnh của ngũ muội muội lại có chút lợi hại, bệnh sởi trên mặt lây sang cả mấy nha hoàn bên người. Không thi. Chấm. Nàng gục đầu xuống các ngươi hôm nay đến, sợ là các nàng bên người nàng cũng chưa nhìn thấy đi. Khó trách Bạch Sáu bừng tỉnh đại ngộ bên ngoài Tây viện nhiều người canh giữ như vậy, cũng chưa thấy ai đi ra, chắc là hạ nhân trong viện cũng sợ đi ra sẽ lây cho người khác. Trong học đường Bùi Tiên Sinh không phải đã nói, trước đây còn có địa phương bị nhiễm ôn dịch, vì phòng ngừa lây nhiễm còn phải cách ly bệnh nhân đó sao? Đúng là đạo lý này thẩm nguyệt nói. Dịch bội lan sờ sờ hai vai chính mình, dùng mình một cái thật là đáng sợ, cũng đừng có nhiễm đến trên người chúng ta nha. Yên tâm đi thẩm nguyệt cười nói chỉ cần không đến Tây Viện, tự nhiên sẽ không sao, ngươi xem, ta cũng đâu có bị lây bệnh đúng không? Cùng muội muội bệnh tật như vậy sống dưới một mái hiên, Người đúng là rộng rãi dịch bội lan bĩu môi thầm rượu này sao lại giống như cái sao trổi, luôn luôn xuất hiện chút chuyện này nọ. Phùng an ninh bên kia trong mắt xuất hiện tia giận dữ, cố gắng kiềm chế lại, nhỏ giọng mắng một câu cũng không biết đây là giải vây cho thầm diệu hay là làm người ta hận thêm, làm bộ làm tịch. Nàng đang nói đến thầm nguyệt. Phùng an ninh nhỏ giọng hừ lạnh một tiếng, sắc mặt cao ngạo, bất quá khi nhìn đến thầm nguyệt, ánh mắt lại lộ ra sự khinh bỉ hai người bên kia một là phùng an ninh cùng với thẩm diệu giao tình rất tốt tự nhiên sẽ bị thẩm nguyệt bài xích hai là tần thanh trời sinh mỹ mạo lại kiêu ngạo là đối thủ của thẩm nguyệt ở quảng văn đường hôm nay thẩm nguyệt chịu trách nhiệm tiếp đón các tiểu thư tất nhiên đối với tần thanh lạnh nhạt vì thế hai người này âm kém dương sai lại cùng ngồi chung một chỗ ai biết có phải sinh bệnh hay không tần thanh từ trước đến nay đối với thẩm nguyệt không hề che giấu sự khinh thường lời này bị phùng an ninh nghe được lập tức nói ổ người cũng cảm thấy như vậy à hay là chúng ta cùng đi xem thẩm diệu đi ta cùng nàng không có gì giao tình muốn đi chính ngươi đi tần thanh không chút do dự cự tuyệt lại nói thêm một câu nhưng mà tây viện thẩm phủ nay không cho người khác đi vào sợ bị lây bệnh sởi ta nghĩ ngươi cũng không vào được đâu sao có thể như vậy phùng an ninh lòng đầy căm phẫn đều là cháu gái thẩm phủ dựa vào cái không để thẩm diệu tham dự sinh thần thẩm lão phu nhân, lại đem nàng nhốt ở Tây Viện, thế này khác gì ngồi tù. Người bớt quản chuyện người khác đi tần thanh nhìn lướt qua phùng an ninh tóm lại chuyện này cùng ta và ngươi không có quan hệ. Phùng an ninh không cam lòng cắn cắn môi, cũng không hiểu nguyên cớ gì. Chỉ oán hận trừng thẩm nguyệt ở bên kia được mọi người vây quanh chuyện trò vui vẻ. Lại không người nhìn thấy trong bóng cây, một nhân ảnh chợt lóe nhanh chóng biến mất ở trong bụi hoa. Một góc sân Hoang Vu phía tây bắc Thẩm phủ, địa thế không tốt lại có rất nhiều cỏ dại, liền bị hoang phế. Ngẫu nhiên có chim chóc bay qua hoặc mèo hoang ở bên ngoài, bình thường không ai đến đây. Hôm nay, bên bức tường lại đứng mấy người. Kẻ cầm đầu đưa lưng về phía vườn, ôm ngực không biết trầm tư cái gì. Người ở phía sau nói chủ tử, thuộc hạ đi ngang qua Đông viện Thẩm phủ nghe nói Tây viện có người canh gác. Tên còn lại lại nói thuộc hạ đã điều tra, Tây viện chỉ có người canh giữ bên ngoài, hộ vệ đều không ở đó. Ngược lại ở Từ Đường Thẩm Phủ có rất nhiều cao thủ canh giữ, hay là chấm. Dương Đồng kích Tây người nọ quay đầu, lộ ra gương mặt anh tuấn người hẳn là đang ở Từ Đường. Phiên ngoại siêu nhỏ. Nhạc Nhạc, khi tớ Edit đến đây thì bên Trung Quốc bị cúp điện nên tớ không thể edit tiếp liên quan quá trời nên chương này hơi ngắn ha ha tiểu vũ giải thích thêm cho bạn nào chưa rõ về bạn thẩm viên thực ra thì mấy chương trước nhiệm huyền vân cũng đã nhắc về thím này rồi nhắc với tên viên nhi thím này là con trưởng của nhị phòng xếp theo thứ tự là thẩm viên thẩm thanh thẩm nguyên bách spoil sì thêm một số chương nữa từ chương sau sẽ xuất hiện thêm một số nhân vật như anh trai của Thẩm Diệu, V, 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 anh trai của Thẩm Thanh, và một thím thư nữ chưa xác định là N. Vật phụ hay chi là pháo hôi Thẩm Đông Lăng, V. Chương 79, Hòa Thiêu Từ Đường Đông viện tướng quân phủ náo nhiệt vô cùng, tân khách lui tới chúc thọ, tặng quà, đưa lễ, còn chưa tới giờ yến hội mở màn đã thấy một cảnh hòa thuận vui vẻ, thẩm lão phu nhân trước mặt người ngoài luôn làm ra vẻ xa hoa hễ có tiểu thư tiến lên chúc thọ liền tiện tay đưa tặng lễ gặp mặt quý trọng thấy tình cảnh này vẻ tươi cười của các vị phu nhân cũng chân thành hơn nhiệm uyển vân thì lại âm thầm nghiến răng tiền chung của thẩm gia nhiệm uyển vân phụ trách trông coi ngày thường đều do nàng điều chỉnh chi tiêu ở cả ba phòng lão thái thái tiêu xài càng nhiều tiền nàng có thể lén đút túi riêng lại càng ít Huống chi thẩm quý thường xuyên qua lại trong quan trường, cứ như vậy, chỉ sợ thời gian sắp tới, tiền bạc lại thiếu hụt. Nơi này phi thường náo nhiệt, nơi khác lại hết sức yên tĩnh. Phía tây nam của thẩm phủ là từ đường, lúc này lạnh tanh, ngoài cửa viện, một vài hộ vệ ăn mặc nghiêm chỉnh đứng đó, chỉ là một cái từ đường, đúng ra không cần chấn thủ như thế. Nhưng mà, những người này là đang canh chừng thẩm diệu, sợ nàng từ trong đó trốn ra. Từ đường vốn là nơi lạnh lẽo, quanh năm suốt tháng đều không thấy mặt trời, trong ngày đông, vừa đi vào liền cảm thấy gió lạnh bút xương. Trung quanh tràn ngập mùi tàn cho, lưu hương còn đang mờ khói, làm cho những bài vị lạnh như băng có chút huyền ảo. Tiểu thư cốc vũ trà sát tay hôm nay là ngày sinh lão phu nhân, bọn họ lại cố ý đem tiểu thư nhốt ở nơi này, thật là khi dễ người. Đừng nói là đem thầm rượu thả ra ngoài, đến một lời thăm hỏi cũng không có quả thực xem thẩm diệu như hạ nhân phạm sai mà đối đãi người gấp cái gì thẩm diệu đứng trước cửa sổ bên ngoài cây lá điều tàn ngày đông cỏ cây trụi lá nhìn hết sức tiêu điều tiểu thư sao lại không gấp cốc vũ nghẹn nhiều ngày cuối cùng cũng nhịn không được nói bọn họ đem tiểu thư nhốt ở đây rõ ràng chính là ép gà đợi đến khi lão gia phu nhân trở về tiểu thư đã là người của hoàng gia dù lão gia phu nhân có che chở thì cuộc sống của tiểu thư cũng xem như bị hủy a à. Kinh chập nãy giờ vẫn đang khơi chậu than trên mặt đất, bên trong từ đường lạnh như băng, cũng chỉ có chậu than này phát ra hơi ấm. Nàng một lòng giữ ấm cho giường nhỏ ở bên trong, thẩm diệu nhìn thấy lắc đầu ngươi đem chăn đệm ra ngoài phơi nắng một canh giờ đi. Tiểu thư, cốc vũ trà trà chân, có chút sốt ruột trước thái độ thờ ơ của thẩm diệu. Bị thẩm diệu nhìn một cái, liền nói không ra lời, chỉ phải nghẹn trong lòng đem chăn ôm ra ngoài, theo lời thẩm rượu mang đi phơi nắng. Hôm nay khó có được thời tiết tốt thẩm rượu nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh nắng không chiếu đến bên trong từ đường, chỉ có thể mang chăn ra sân phơi. Mà nàng thì không thể rời khỏi từ đường, nói thật ra nàng cũng không muốn đi. Editor, nhạc nhạc hi hi cộng beta, tiểu vũ tiểu thư nói kinh chập rốt cuộc rừng khơi chậu than hỏi lão gia cùng phu nhân quả thật hôm nay sẽ gấp gáp trở về sao? Thẩm diệu nói với kinh chập, hết thảy không cần lo lắng, bởi vì trong đại thọ thẩm lão phu nhân, vợ chồng thẩm tín sẽ trở lại thành định kinh. Tuy rằng lời này quá mức vớ vẩn, bởi vì không có người truyền tin đến báo thẩm tín sẽ hồi kinh, từ giờ đến cuối năm còn một đoạn thời gian. Thẩm diệu ngày ngày bị nhốt tại từ đường, làm sao có được tin tức. Kinh chập đối mặt thẩm diệu trong lòng nghi vấn nhưng không hỏi ra lời. ở trên người tiểu thư nhà mình kinh chập phát hiện một ít khí chất mà trước đây không có. dường như lời nàng nói luôn làm cho người ta tin phục vô điều kiện. thẩm diệu nói chờ lát nữa người tìm phương pháp quấy nhiễu hộ vệ bên ngoài làm cho bọn họ cách xa nơi này một chút. tóm lại bọn họ sẽ không bỏ đi đâu nhưng xa một chút là được. nô tỳ đã hiểu kinh chập nói. Tuy rằng nàng không biết tại sao thẩm diệu muốn làm như vậy, nhưng mấy ngày nay ở trong từ đường cùng thẩm diệu, nàng phát hiện thẩm diệu đối với tình cảnh trước mắt không hề kích động. Người không hoảng hốt trước cục diện hỏng bét này, thứ nhất là vụng về không rõ, thứ hai là đã sớm có sách lược ứng phó. Mà thẩm diệu, kinh chập cũng không cho rằng nàng là người ngu ngốc. Cho nên mặc dù trong lòng lo lắng như cốc vũ, kinh chập vẫn nguyện ý tin tưởng thẩm diệu có thể ứng phó sự tình lần này thầm diệu chú ý tới ánh mắt của nàng, trong lòng khẽ thở dài. Bốn nha hoàn bên người nàng, cốc vũ thông minh nhất, bạch lộ rất trầm ổn, xương dáng cực kỳ trung nghĩa, mà kinh chập, lại hết sức gan giả. Kiếp trước vì giúp phó tu nghi mượn sức quyền thần, kinh chập lợi dụng nhan sắc chính mình trở thành tiểu thiếp quyền thần kia, hắn ta ham mê sắc đẹp, kinh chập cũng có thủ đoạn, tuy rằng cuối cùng bị chính thất loạn côn đánh chết, nhưng trước khi chết, cũng đem nhược điểm của quyền thần dâng lên, giúp Phó Tu Nghi thành công khống chế kẻ kia. Thân là một tỷ nữ, đã có can đảm như vậy. Chứng tỏ kinh chập không phải là một cô nương tầm thường. Cho nên việc này, dùng cốc vũ, bạch lộ hay xương dáng đều không thích hợp, chỉ có kinh chập có thể chống đỡ. Kinh chập dù có biết trước nàng làm ra chuyện gì, cuối cùng trợ giúp hay không, thẩm diều là người hiểu rõ nhất. Dù sao, chuyện mà nàng sắp làm, Thật sự là rất kinh hãi thế tục. Thật ra Kinh Chập ẩn nhẫn, nhẹ giọng nói nếu tiểu thư muốn, để cho Mạc Kình tìm phương pháp đem tiểu thư ra ngoài cũng không phải không thể. Thân thủ Mạc Kình ở trong đám hộ vệ tướng quân phủ cũng thuộc hàng đầu, tuy nói song quyền nan địch tứ thủ, nhưng dựa vào sơ hở mà mang một người chạy trốn cũng không phải không có khả năng. Sau đó thì sao? Thẩm Diệu hỏi lại trời đất bao la, ta chạy rồi thiên hạ sẽ thái bình sao? khế ước bán mình của bốn người các ngươi còn ở trong tay lão phu nhân, ta đi rồi, các ngươi phải làm thế nào? Kinh chập lập tức quỳ dạp xuống nói nô tỳ biết tiểu thư vì tính mạng của chúng nô tỳ mới cam tâm ở lại nơi này, nhưng nếu vì vậy mà tiểu thư gặp bất hạnh, nô tỳ thật sự là tội đáng muôn chết. Lúc trước lão gia cùng phu nhân chọn bốn người nô tỳ đến hầu hạ tiểu thư, là muốn chúng ta chiếu cố tiểu thư, sao bây giờ ngược lại để tiểu thư chiếu cố chúng ta được chứ? ánh mắt thầm diệu xúc động, thẩm tín thật sự rất biết chọn người. Bốn nha hoàn này, kiếp trước dù là thời điểm nàng gian nan nhất, cũng chưa bao giờ rời bỏ nàng. Nhưng mà người chứ không phải cỏ cây, đạo lý ở đời chính là như vậy, có ân báo ân, có oán báo oán, nàng muốn lung lạc nhân tâm, cũng không thể quên bọn nha hoàn bên người. Người yên tâm đi thẩm diệu nói ta và các ngươi đều sẽ vô sự. Sinh thần hôm nay, nghe nói nhị tỷ thêu một bức tranh quan âm tặng tổ mẫu nếu bọn họ đã cố tình muốn quên ta ta liền nhắc cho họ nhớ nàng mỉm cười ta cũng có một phần đại lễ muốn tặng lão phu nhân nhưng không biết nàng có phúc phần để nhận lấy hay không cách thành định kinh mấy mươi dặm cạnh suối nước kết băng có ngựa đang uống nước thảo nguyên nhìn có chút tiêu điều một đội quân đang dừng chân nghỉ ngơi ngồi ở phía xa là một hán tử da hắn màu đồng, có lẽ vì dầm mưa dãi nắng trên chiến trường biến thành như vậy, toàn thân toát ra lực lượng mạnh mẽ. Thân hình như một tòa núi nhỏ, mặt mày nghiêm nghị chính trực, mày rậm mắt to, dâu quay nón, cực kỳ hào sảng. Ở bên người hắn có một nữ nhân, nàng vuốt đầu con ngựa đang gặm cỏ. Tuổi nàng trung niên, mặc chiếc áo màu xanh cùng áo giáp ngắn, phía dưới là chiếc quần cưỡi ngựa có thêu kim tước, trải tóc hình xoắn ốc đơn giản, một đôi mắt đẹp lấp lánh hữu thần, hết sức thanh tú, nhưng hấp dẫn người nhất chính là khí chất oai hùng hiên ngang, cổ tay mang một đôi vòng bạc, thời điểm vút ngựa phát ra tiếng len canh. Phu nhân, khoảng một canh giờ nữa là có thể về đến định kinh hán tử trung niên cười nói suốt ngày ngốc ở Tây Bắc kia, giờ hồi kinh, có thể ngủ ngon rồi. Tây Bắc có gì không tốt? Phụ nhân chừng đôi mắt đẹp, có chút mạnh mẽ hỏi ta chính là ở Tây Bắc lạnh lẽo mà lớn lên, ngươi nếu muốn ngủ ngon, còn cưới ta làm cái gì? Hán tử kia vội vàng làm ra vẻ mặt đau khổ xin tha phu nhân nói đúng, kinh thành dù có an nhàn, cũng không thích hợp với người thô thiển như ta, vẫn là Tây Bắc tốt, mùa đông còn có thể lên núi săn thú, hồ ly chạy khắp xung quanh, săn được liền để cho phu nhân làm áo choàng. Há há, chấm, chú thẩm cực phẩm, chấm. Phụ nhân nghe vậy, mới dơ khóe miệng lên, cười mắng nịnh bở. Hai người này không phải ai khác, chính là uy vũ đại tướng quân thẩm tín cùng phu nhân La Tuyết Nhạn. Hôm nay bọn họ gấp gáp trở về để tham dự đại thọ thẩm lão phu nhân. Trước đó, bọn họ cũng chưa thông báo với người nhà, định nhân dịp lấy được thư đầu hàng, sớm ngày khải hoàn, cho mọi người ở kinh thành một bất ngờ chúng ta còn chưa từng dự sinh thần của nương la tuyết nhạn nói bình thường đều là cuối năm mới trở về đem những gì bệ hạ ban thưởng làm quà cho nương coi như thọ lễ hôm nay trở về gấp không biết tặng áo choàng lông chuột lửa này có vừa ý lão thái thái hay không sao có thể không vừa ý thẩm tín vừa nghe lập tức hỏi ngược lại đây chính là thứ tốt dù ở trên chiến trường cũng là bảo vật muốn có cũng không phải dễ lúc trước vì săn chuột lửa kia ta phải phục trong núi bảy ngày bảy đêm, nếu không phải ngươi kiên quyết muốn tặng cho nương, ta liền. Chấm, cho ngươi rồi. Nói xong lời cuối cùng, thanh âm của thầm tín dần dần nhỏ lại, hiển nhiên, lời này có chút mỗ nghịch, bất quá lòng người chứ không phải cán cân, đều sẽ có thiên vị. Thẩm lão phu nhân tuy rằng đãi thầm tín rất tốt, nhưng dù sao cũng không phải mẹ ruột, quan hệ huyết thống làm không thể giả, thẩm tín tự nhiên vẫn nghiêng về thê tử của mình hơn một chút huống hồ la tuyết nhạn bình thường đều theo hắn ra chiến trường đánh giặc. Áo choàng chuột lửa này đối với nàng có tác dụng lớn hơn so với thẩm lão phu nhân rất nhiều. Nếu không phải la tuyết nhạn kiên trì đem tặng thẩm lão phu nhân, thẩm tín dù thế nào cũng phải làm áo choàng cho la tuyết nhạn trước rồi nói. Người biết cái gì la tuyết nhạn chừng mắt liếc nhìn hắn mắt một cái hàng năm sinh thần của lão thái thái ngươi đều bỏ qua, mặc dù đến cuối năm đều đem những gì bệ hạ ban thưởng tặng cho lão thái thái, nhưng làm gì có ai biết. Lần trước chúng ta hồi kinh, ta còn nghe nói, trong kinh thành có người nói ngươi bất hiếu. Ta làm như vậy, còn không phải là vì ngươi sao? Ngươi nếu không màng danh tiếng, Kiều Kiều cũng không thể có một người cha bất hiếu nha. Lời này vừa nói ra, thẩm tín trầm mặc một lúc lâu, đúng vậy, định kinh không phải Tây Bắc lạnh lẽo điều kiện gian nan, cũng không có kẻ địch đau thương cạm bẫy, nhưng cũng không thật sự thái bình như vẻ bên ngoài. Hai vợ chồng bọn họ đều không ở định kinh, lời đồn đãi liền lan ra, thật khiến người ta căm tức. La tuyết nhạn lại nói ngươi cũng biết ta không hiểu những quanh co trong nhà cao cửa rộng, la ra không có nhiều quy củ. Ta chỉ biết dùng phương thức đơn giản nhất, tặng áo choàng lông chuột lửa chân quý, nếu có thể được lão thái thái hài lòng, lão thái thái cao hứng, mọi người nhìn thấy, lời đồn tự nhiên sẽ biến mất sau một lúc lâu thẩm tín mới nói vẫn là phu nhân suy nghĩ chu đáo ta cũng không phải vì ngươi ta là vì kiều kiều la tuyết nhạn hừ một tiếng sắc mặt đột nhiên có chút u buồn hai vợ chồng chúng ta hàng năm đều không ở định kinh tuy nói tây bắc quá mức hung hiểm kiều kiều còn nhỏ không thể mang theo nhưng nhiều năm như vậy chúng ta không ở bên cạnh dạy dỗ làm bạn với nàng là chúng ta có lỗi với nàng thẩm tín nghe vậy thở dài một tiếng, gục đầu xuống, đôi mắt hiện lên vẻ đau xót. Thiên hạ không có cha mẹ nhẫn tâm, cũng không có cha mẹ không thương yêu con cái. Thế nhưng hắn cùng là tuyết nhạn đã định trước là người trên chiến trường chém giết quân địch, mà thẩm diệu thì không thể đồng hành. Hai quân giao chiến, thủ đoạn hoa cả mắt, không ít chuyện bắt lấy thân thích đối phương giết chóc, bọn họ chỉ có thể nhịn đau chia cắt cùng nữ nhi, ít nhất để nàng ở lại định kinh, an nguy không cần lo lắng. La tuyết nhạn càng nghĩ càng thương tâm, tiếp tục nói ta thường xuyên suy nghĩ, để kiều kiều ở lại kinh thành, có phải thật sự tốt cho nàng hay không? Không có cha mẹ bên người, sao có thể trôi qua vui vẻ? Bình thường cuối năm gặp mặt, nàng luôn lạnh lùng đối với chúng ta, nói đến nguyên nhân, đều là lỗi của chúng ta. Vì thế, cho dù nàng làm gì, chúng ta cũng không có trách nàng thẩm Diệu cùng vợ chồng Thẩm Tín, thậm chí đối với ca ca Thẩm Khâu cũng không thân thiết, bởi vì hết thảy thân nhân này từ nhỏ đã không ở bên cạnh nàng. Nàng thân cận nhiệm Uyển Vân và Trần Nhược Thu, thậm chí Thẩm lão phu nhân, những người này đều là cùng nàng sớm chiều ở chung, đây mới là thân nhân trong mắt nàng. Mà vợ chồng Thẩm Tín đối với nữ nhi chiều chuộng hết mực, dù cho ở kinh thành Thẩm Diệu vụng về nổi tiếng bao nhiêu, cũng chưa từng nổi giận với nữ nhi, bởi vì tất cả đều do bọn họ mà ra. Thẩm tín vỗ vỗ bả vai la tuyết nhạn sẽ có một ngày, kiều kiều sẽ hiểu cho nỗi khổ của chúng ta. Nàng thật sự sẽ hiểu sao la tuyết nhạn cười khổ một tiếng đôi khi, ta thậm chí còn nghĩ, kiều kiều nay không tốt như vậy, đến tột cùng là ai tạo thành, thẩm phủ. Chấm, nàng thốt nhiên im lặng, có chút ảo não nhìn thoáng qua thẩm tín. Thẩm tín tự nhiên hiểu được ý nàng, sắc mặt hơi đổi, một lát sau, thở dài, cầm tay ái thê phu nhân lo lắng nhiều rồi. Nương cùng đệ muội đều hết lòng dạy dỗ Kiều Kiều, nếu không phải vậy, Kiều Kiều cũng sẽ không thân cận với họ. Thái độ thầm diệu đối với hai thầm thầm, thật sự là tốt đến nỗi làm người ta đố kỵ, như vậy, nếu có lòng nghi ngờ, liền có vẻ hẹp hòi. Là ta suy nghĩ nhiều la tuyết nhạn nói, nàng là đích nữ bảo bối của la gia ở Tây Bắc, cũng là gia tộc võ tướng, chức quan tam phẩm, trong nhà bọn họ đều là những hán tử kiên cường. La Tuyết Nhạn là muội muội nhỏ nhất, trên có ba ca ca, từ lúc nàng sinh ra, trong nhà chỉ có cha mẹ, ca ca, không có nhiều sự tranh chấp u ám, kiến thức về những đấu tranh trong gia tộc lớn không nhiều, nên không hiểu việc này hiểm ác. Nếu như hiểu được, khẳng định nàng sẽ tình nguyện mạo hiểm mang thẩm rượu theo bên người, quyết không để thẩm rượu ở lại thẩm phủ. Đang nói, liền nghe phía sau có người gọi cha nương sắc mặt thẩm tín trầm xuống cả giận nói thời điểm có người ngoài gọi ta chấm thẩm tướng quân người tới vội vàng nói đừng để ý cha ngươi la tuyết nhạn liếc thẩm tín một cái làm bộ làm tịch người đến là một thanh niên khoảng 20 tuổi dáng vẻ đường đường làn da màu lúa mạch cười rộ lên có hai cái lúm đồng tiền nhìn tăng thêm một phần tính trẻ con Thanh niên này bộ dạng cùng La Tuyết Nhạn có chút tương tự, chính là Thẩm Khâu con trai trưởng Thẩm Tín. Thẩm Khâu năm nay 22 tuổi, từ lúc 10 tuổi đã bị Thẩm Tín mang ra chiến trường rèn luyện, bảo là thầy nghiêm mới có trò giỏi. Thẩm Khâu cũng là người dũng mãnh, nhiều năm như vậy, công huân cũng kiếm được vài lần, nay đã là tiểu tướng quân tứ phẩm. "Cha, nương, các ngươi nói thọ lễ, ta nên tặng cái gì nha?" Thẩm Khâu gãi đầu, có chút mờ mịt. Tiểu tử đần độn này, người đưa lễ gì, hỏi chúng ta làm chi, nam tử hán đại trượng phu, ngay cả việc nhỏ như vậy cũng không có chủ ý, còn ra chiến trường cái gì. Thẩm tín bắt lấy cơ hội liền của trách con trai. Không phải bởi vì lâu nay ta không tham gia sinh thần tổ mẫu đó sao thẩm khâu không được tự nhiên nói ta cũng không biết đưa cái gì, không lẽ đem việc giết được bao nhiêu địch, kiếm được bao nhiêu công huân báo lên, ngày sinh mà nói những điều này là điểm xấu. La Tuyết Nhạn bị lời nói thẩm khâu làm nở nụ cười không sao. Lúc trước không phải bệ hạ có thưởng cho ngươi một cuộn gấm tơ tầm hay sao? Ngươi đem tặng lão phu nhân. Ta nghe nói bây giờ trong định kinh gấm tơ tầm cực ít, nương nương trong cung cũng hiếm có. Lão Thái Thái nhận được tự nhiên sẽ vui mừng. Nhưng mà cái đó ta muốn tặng cho muội muội. Thẩm Khâu vội vang nói. Thôi Thẩm Tín khoát tay ngươi làm sao biết muội muội thích gấm vóc này. Mặc dù Thẩm Tín không biết nữ nhân thường thích thứ gì, nhưng đối với nữ nhi của mình cũng hiểu rõ, nàng không thích những thứ cao nhã, lại thích đeo vàng đeo bạc, càng tục khí càng tốt, tuy rằng bất đắc dĩ, nhưng bọn hắn cũng tùy tiện để Thẩm Diệu vui vẻ. Gấm tơ tầm tuy đẹp đẽ sang quý, cũng không thấy Thẩm Diệu tán thưởng. Thẩm Khâu vừa nghe, cảm thấy phụ thân nói có lý liền cúi đầu ngồi xuống, nhỏ giọng lần này trở về vội vàng, không mang thứ gì làm quà cho muội muội, thật là ái náy. Kỳ thật lúc nhỏ thầm khâu cùng thầm rượu cảm tình rất tốt, huynh muội hai người nâng đỡ lẫn nhau, trôi qua cũng coi như mỹ mãn. Nhưng sau này thầm khâu hàng năm đi theo thầm tín đánh giặc, một năm mới gặp thầm rượu một lần, thầm rượu thì qua mỗi năm tính nét lại càng ngày càng kém, huynh muội không có thời gian bồi dưỡng cảm tình. Thẩm Khâu không hiểu vì sao hắn làm mọi cách để thân cận muội muội, nhưng thái độ của Thẩm Diệu đối với hắn luôn không lạnh không nóng. Thẩm Khâu không biết nguyên nhân, nhưng Thẩm Diệu thì biết. Kỳ thật là Thẩm Nguyệt cùng Thẩm Thanh còn có Quế Ma Ma nói bóng nói gió bên tai nàng vợ chồng Thẩm Tín chỉ mang theo Thẩm Khâu bên người, rõ ràng trọng nam khinh nữ, xem trọng con trai có thể nối dõi tông đường, không xem trọng nữ nhi. Thẩm Diệu tuổi còn nhỏ nghe người ta nói vài câu liền dễ dàng tin tưởng, nhìn huynh trường, cảm thấy hắn đoạt đi toàn bộ tình thương của cha mẹ, thật đáng giận, cho nên không muốn cùng hắn thân cận. Thôi thẩm tín vỗ vỗ quần áo, đứng dậy gọi các huynh đệ đứng lên, tiếp tục hành trình, một lúc nữa, phải trở lại định kinh rồi. Thời gian từ từ trôi qua, tiệc đại thọ ở thẩm phủ đã sắp mở màn. Các phu nhân tiểu thư đều đã an vị, ước chừng có đến 10 bàn, thẩm lão phu nhân tên tuổi cũng đủ lớn, phô trương như vậy, phu nhân quan chức có chút cấp bậc ở định kinh đều đến. Đương nhiên, mọi người tới đây ngồi, cũng không phải vì mặt mũi thẩm lão phu nhân, mà bởi vì danh tiếng của thẩm tín. Dù vậy, sinh thần vẫn diễn ra náo nhiệt vô cùng, không thua năm trước. Thẩm Nguyệt mặc váy màu ánh trăng theo trăm điệp như ý, màu sắc này càng tôn thêm sự dịu dàng điềm đạm của nàng, vốn là một người thanh tú, hôm nay cô y ăn mặc vì chính mình sắp trưởng thành mà tính toán nay thẩm thanh cùng thẩm diệu đều có người hỏi cưới các phu nhân nhìn thẩm nguyệt cũng có chút tâm tư tính toán xem nếu cưới nhị tiểu thư tam phòng thẩm phủ sẽ đem đến lợi ích bao nhiêu cho nhà mình nhóm nam quyến đưa lễ mừng thọ sau đều ở bên kia thẩm quý cùng thẩm vạn hai huynh đệ tiếp khách tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội lôi bè kéo phái này hai người nói nói cười cười vô cùng náo nhiệt chắc kiểu như, Ây dô, đại nhân A, mời vào, mời vào, bên này, bên này. Chấm, giống tú bà quá đi, ha ha. Tô lão ra bưng ly rượu, đầu có chút đau. Hắn cùng Lâm An Hầu phủ tạ ra quan hệ tốt, thẩm gia cùng tạ ra từ trước đến nay không hòa hợp, thẩm gia lại cố tình phát thiệp mời hắn. Tô lão ra là người hiền lành. Người ta nếu đã đưa thiệp mời, hắn cũng không thể cự tuyệt, chỉ đành phải đến dự trong lòng thầm hâm mộ đứa con trai trưởng bệnh nặng trong người của mình. Ít nhất không cần ngồi đây nhìn những người này bụng đầy ý xấu, giả vờ nâng chén cụm ly, giảo hoạt thăm dò nhau. Cha, Tô Minh lãng trừng mắt, hôm nay hắn cũng được mẫu thân chuẩn bị trang phục, ăn diện một phen, dù vậy, thoạt nhìn bất quá cũng là một tiểu viên cầu mười phần đoan chính mà thôi. Hắn kéo tay áo Tô Lão ra ta muốn ra ngoài đi dạo. Đừng có chạy loạn, Tô lão ra cảnh cáo nói. Hôm nay con trai lớn không có tham gia, nhưng con trai nhỏ thường ít hứng thú với điều gì lại ồn ào muốn đi, tô lão ra cũng không biết tại sao. Bởi vì tô minh lãng ẩm ý lợi hại, tô phu nhân đáp ứng, tô lão gia đành phải mang hắn theo. Tô minh lãng ủy khuất thả tay xuống, hắn nghe nói đây là thọ yến thẩm lão phu nhân, chính là tổ mẫu của thẩm diệu. Hắn nghĩ lâu như vậy chưa nhìn thấy thẩm diệu đến Quảng Văn Đường, nên hắn hết sức quan tâm vốn định thừa cơ hội này đến gặp thẩm diệu một lần không ngờ hôm nay thẩm diệu căn bản là không có lộ mặt nghe người ta nói thẩm diệu mắc bệnh sởi không thể tùy ý gặp người nội tâm tô minh lãng ngứa ngáy muốn gặp gặp thẩm diệu hắn có rất ít bằng hữu người khác đều ghét bỏ hắn ngốc nghếch chậm hiểu chỉ có thẩm diệu đối với hắn dịu dàng ở trong lòng hắn đã sớm xem thẩm diệu là bằng hữu duy nhất bên chỗ ngồi của nữ quyến giang phu nhân cười ồn ào nói lại nói tiếp hoàng phu nhân cùng vệ phu nhân các ngươi hẳn là nên kính lão phu nhân một ly rượu a à, dù sao chấm dù sao không bao lâu nữa chính là thân gia lời này cũng không nói ra cái gì nhưng mà các phu nhân trong yến tiệc đều hiểu rõ ràng hoàng phu nhân dung mạo tinh xảo nghe vậy nở nụ cười không biết diễn tả cảm giác lúc này như thế nào trong lòng nàng biết cuộc hôn nhân này bất quá là theo nhu cầu hai bên, cũng không phải là nhân duyên tốt gì. Thẩm ra nếu thật sự đau lòng nữ nhi như thể hiện bên ngoài, chắn chắn sẽ không đáp ứng cuộc hôn nhân này. Cái gọi là dạng dỡ huy hoàng, cũng là cố làm ra vẻ, vì vậy ánh mắt nàng có chút trào phúng. Vệ phu nhân bên kia lại có vẻ không được tự nhiên. Thẩm ra dòng dõi không tồi, bám víu thẩm ra cũng coi như họ trèo cao, nhưng thẩm diệu trước đây thật sự quá mức vụng về, không thể đảm đương vai trò chủ mẫu. Sau đợt kiểm tra vừa rồi, nghe ngóng xung quanh biết được thẩm diệu có chuyển biến, tính tình trầm ổn rất nhiều, nên mới tới cầu hôn cho con trai nhà mình. Không ngờ hôm nay không nhìn thấy thẩm diệu, nghe nói thẩm diệu mắc bệnh sởi. Vệ phu nhân có chút lo lắng, nếu là bệnh hiểm nghèo, chẳng phải phá hỏng cả đời con mình, nghĩ như vậy, nàng lại lộ ra nét mặt không tình nguyện từng ấy gương mặt lưu lại trong mắt Trần Nhược Thu, trong lòng nàng cười lạnh. Nàng cũng không phải kẻ ngốc, sao lại không nhìn ra ý đồ hoán đổi tân nương của Nhiệm Uyển Vân. Thẩm lão phu nhân cùng Nhiệm Uyển Vân lừa được người khác, nhưng không lừa được nàng. Bất quá chuyện này đối với nàng lại là chuyện tốt, nhiệm uyển vân quan tâm sẽ loạn, không biết sau khi thẩm tín trở về biết chuyện, sẽ giận dữ như thế nào. Đợi đến lúc đại phòng nhị phòng tranh chấp, hai bên đều bị tổn thương, đó sẽ là lúc Nguyệt Nhi của nàng có thể trổ hết tài năng. Nhiệm biển vân cười đứng dậy nói nếu nói vậy, ta đây cũng nên kính hai vị phu nhân một ly. Mọi người cười vang, phùng an ninh nhíu nhíu mày, sắc mặt có chút không vui. Trong từ đường, dẫn đầu tất cả nha đầu, thẩm rượu quỳ gối trước mặt các bài vị, nhìn đồng hồ cát trong tay, hạt cát phía trên sắp hết, cùng với thời gian nàng an bầy đã đến gần nàng cầm ba nén nhang cắm vào lư hương, nhẹ nhàng xá một cái. Đúng lúc này, nghe được một động tĩnh rất nhỏ. Đời trước ở Tần Quốc vài năm, đã rèn luyện cho nàng thói quen cảnh giác ở mọi thời điểm. Thẩm Diệu lập tức đứng lên, nói ai? Tiểu nha đầu cảm giác thật sắc bén thanh âm quen thuộc vang lên, Thẩm Diệu quay đầu, liền nhìn thấy một tử y thiếu niên dựa bên cửa sổ, cười như không cười nhìn nàng. Thấy ánh mắt nàng chuyển đến, liền thả người, nhảy vào trong từ đường. Dù là thẩm diệu có bình tĩnh thế nào, cũng nhịn không được có chút ngạc nhiên. Tạ cảnh hành thế nhưng giữa ban ngày ban mặt đến phủ người khác chạy loạn, hắn chắn chắn không phải là khách mời, thẩm ra cùng tạ ra quan hệ lạnh nhạt, trừ khi thẩm quý cùng thẩm vạn điên rồi. Mà nay trong ngoài từ đường đều có hộ vệ canh gác, hắn vào bằng cách nào, thẩm diệu không cẩn thận, đem nghi vấn trong lòng nói ra hộ vệ thẩm phủ thật sự vô dụng tạ cảnh hành nói ta là đi tới thẩm diệu nhíu nhíu mày ngươi tới làm cái gì tạ cảnh hành cười cười không quan tâm tới nàng ở trong phòng đi lại như là tìm kiếm cái gì bất quá bỏ công một thời gian hắn tìm xong rồi nhưng mà kết quả hiển nhiên vô cùng bình thường hắn vẫn chưa tìm được cái gì thẩm diệu theo dõi nhất cử nhất động của hắn trong lòng nảy sinh ngờ vực bộ dạng tạ cảnh hành có vẻ như đến thẩm phủ để tìm gì đó. Nhưng mà trong tướng quân phủ có cái gì đáng để hắn làm đầu trộm đuôi cướp, mạo hiểm lớn như vậy tự mình đến tìm, trong này còn có cái gì nàng chưa biết? Ngươi muốn tìm cái gì, nói ra, ta có thể giúp ngươi thẩm diệu mở miệng nói. Tạ Cảnh Hành dừng lại động tác, quay đầu nhìn nàng tìm tòi nghiên cứu, đầy hứng thú nói nha đầu, ta biết trong đám người thẩm gia, ngươi thông minh nhất, bất quá Đừng có tính kế trên đầu ta. Vậy ngươi giữa ban ngày tới nhà của ta trộm này trộm nọ, có gọi là tính kế trên đầu Thẩm gia hay không?" Thẩm Diệu thản nhiên nói, nhưng trong lòng đã có chút tức giận Tạ Cảnh Hành quá cẩn thận, nàng không khai thác được gì, bất quá vẫn là muốn biết rốt cuộc hắn tìm cái gì. Kết quả người này lại cảnh giác như thế, căn bản là chưa cho nàng một chút cơ hội. Trộm, Tạ Cảnh Hành dường như nghe được chuyện gì buồn cười. Mắt hoa đào xinh đẹp nhất, thời phóng ra ánh sáng nguy hiểm thứ kia vốn là của bản hầu, chỉ có thể nói là lấy lại. Thẩm Diệu trong lòng vừa động, dường như sắp nắm bắt được cái gì, nhưng ý tưởng xẹt qua quá nhanh, làm nàng không thể nào bắt giữ. Nhưng mà Tạ Cảnh Hành liếc mắt nhìn qua từ đường nơi này canh gác nhiều người như vậy, ta còn tưởng rằng cất giấu đồ vật, thì ra là canh chừng ngươi hắn nhìn về phía Thẩm Diệu hai tay vòng trước ngực nói ngươi phạm sai gì mà để nhiều người như vậy canh chừng. Từ đường cũng đâu phải là chỗ mà đại tiểu thư nên ở. Liên can gì đến ngươi? Thẩm diệu nhìn đồng hồ cát, những hạt cát cuối cùng sắp chảy xuống, thời gian đã đến mà tạ cảnh hành còn chưa đi. Kiên nhẫn của nàng đã sắp hết, mở miệng nói tiểu hầu ra nếu đã không tìm được vật của ngươi, vậy liền thỉnh rời đi, liệt tổ liệt tông thẩm gia cũng không muốn nhìn kẻ đầu trộm đuôi cướp giả bộ tư thế oai hùng. Nàng châm chọc, từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên có người dám nói như vậy với tạ cảnh hành, lại còn là một tiểu nha đầu. Nhưng hắn cũng không có tức giận, chỉ chế nhạo nói đúng vậy, tổ tiên thầm gia không muốn nhìn thấy bản hầu, lại nguyện ý nhìn hậu nhân của mình bị ép gà, cũng coi như náo nhiệt. Ngươi không muốn gả cho vệ khiêm? Hắn hỏi. Ta nguyện ý thì sao? Không muốn thì như thế nào?" Thẩm Diệu hỏi lại. "Trời ơi, tỷ hỏi kiểu này hắn sẽ trả lời dài lắm, nhanh nhanh đi, thời cơ đốt nhà tới rồi." Vệ Khiêm có thể coi như một phu quân tốt, ngươi lại không phải hiền thê, hôn sự này là ngươi nhặt được tiện nghi, ngươi không biết nhìn người như vậy, ta là lần đầu tiên gặp được hắn nheo mắt, khóe môi nở nụ cười tà khí anh tuấn đến nỗi làm cho người ta hoa mắt ngả ngớn nói chẳng lẽ ngươi ái mộ bản hầu, nên mới không muốn gả cho vệ khiêm. Thẩm Diệu bị tức giận đến nở nụ cười, nàng quay đầu, trừng mắt tạ cảnh hành ngươi nếu nghĩ như vậy, ta cũng không còn cách nào, chỉ là muốn khuyên tiểu hầu ra một câu, có một số việc chớ nên lẫn lộn, nếu không, đến lúc hối hận thì đã muộn rồi. Dung nhan nàng có chút tái nhợt, bởi vì mấy ngày nay ở từ đường ăn ngủ không tốt, gầy yếu đi lại làm hình dáng thiếu nữ càng lộ rõ chiếc cằm biến thành đầy đôi mắt trong suốt vô cùng tạ cảnh hành như thấy trong đó có hòa diễm đang thiêu đốt tiểu thư kinh chập chạy vào nhìn thấy tạ cảnh hành nhất thời hoàng sợ nàng lập tức đem thầm rượu bảo vệ ở phía sau chỉ vào tạ cảnh hành nói ngươi 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 vào bằng cách nào tạ cảnh hành nhún vai không đáp cứ coi như hắn không có ở đây là được thẩm diệu hỏi kinh chập ngươi chuẩn bị như thế nào ta bảo ngân hạnh đi mua rượu và thức ăn nói là yến tiệc bên kia đưa tới bọn họ lúc này đang cao hứng ăn uống có chút buông lỏng nhưng rời đi là không có khả năng kinh chập vẫn có chút kiêng kỵ tạ cảnh hành vừa nói vừa liếc nhìn sắc mặt tạ cảnh hành tốt lắm thẩm diệu liếc mắt nhìn kinh chập một cái kinh chập ta có thể tin tưởng ngươi không kinh chập vừa nghe lời này không thèm lo lắng đến tạ cảnh hành nữa lập tức cúi đầu nói nô tỳ đối với tiểu thư trung thành hết mực, tiểu thư có chuyện gì xin cứ phân phó, nô tỳ chết muôn lần cũng không chối từ. Thương kinh chập quá tê, tê. Vậy ngươi nghe rõ đây, không cần biết là ngươi, cốc vũ, bạch lộ hay là sương giáng. Lát nữa dù cho phát sinh chuyện gì cũng không được tiến vào, không được tìm ta, cũng không cho ngăn trở nàng đem đồng hồ cát nhét vào trong tay kinh chập chờ cát chảy đến nơi này nàng chỉ vào vỏ đồng hồ đánh một ký hiệu ngươi liền chạy ra ngoài gọi người. Ta muốn ngươi thừa dịp loạn sông ra, trực tiếp chạy tới yến tiệc ở đông viện, trước mặt khách nhân lớn tiếng kêu cứu. Ta biết ngươi là người có chủ ý lại gan lớn, dù ta không phân phó, ngươi cũng biết phải làm như thế nào mới là tốt nhất. Chuyện này, kinh chập có chút mờ mịt, không hiểu thẩm diệu nói lời này có ý tứ gì. Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt thẩm diệu lúc này, liền đem nghi vấn nuốt vào trong bụng, trịnh trọng nói với thẩm diệu nô tỳ đã hiểu. Tốt, vậy bây giờ ngươi đi ra ngoài thẩm diệu lại nghiêm mặt phân phó nhớ kỹ, dù cho thấy cái gì, phát sinh chuyện gì, cũng không cho phép tiến vào. Kinh chập cắn chặt răng, nhìn thoáng qua tạ cảnh hành, vừa liếc thẩm diệu, mới gật gật đầu, xoay người ra khỏi từ đường. Đợi kinh chập đi rồi, tạ cảnh hành mới nhìn thẩm diệu lười biếng nói thần bí như vậy, ngươi muốn làm gì? ta muốn làm gì? Thẩm Diệu nhìn hắn, tạ cảnh hành dáng vẻ thanh thản, đôi mắt hoa đào xinh đẹp lợi hại như đao, bốn mắt giao nhau, vẻ đăm chiêu suy nghĩ của hai bên đều không che giấu. Tiểu hầu ra nếu không muốn bị ta liên lụy, liền đi trước đi. Nàng lạnh nhạt nói, thiên hạ không có người có thể liên lụy đến ta hắn cuồng vọng nói, dường như đó là lẽ đương nhiên. Người đã muốn chôn cùng, ta cũng không còn gì để nói thầm diệu xoay người sang chỗ khác. Tạ cảnh hành nhíu mày, còn chưa đợi hắn hiểu được ý tứ trong lời thầm diệu, liền thấy thầm diệu vọt về phía lư hương, dừng lại trước bài vị liệt tổ liệt tông thầm ra, hành động của nàng ngay sau đó, làm hắn ngạc nhiên chết đứng tại chỗ. Thẩm Diệu đột nhiên vớ lấy những bài vị đang được sắp thật chỉnh tề, không nói hai lời đem chúng ném vào chậu than giữa nhà. Bài vị bằng gỗ dễ dàng bắt lửa, nháy mắt, ngọn lửa vốn suy yếu bùng lên oanh một tiếng bốc cao, cắn nuốt tất cả bài vị, những cái tên trong ánh lửa như ẩn như hiện. Người điên rồi, tạ cảnh hành nhìn về phía thẩm diệu, trong ánh mắt lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Tổn hại bài vị tổ tiên, đây là đại nghịch bất đạo, thậm chí có thể trục xuất khỏi tộc. Hành sáu như vậy, dù có chết đi, xuống hoàng tuyền cũng không được tổ tông buông tha. Mà hành động đột nhiên của thẩm diệu, làm cho người ta thật sự khó hiểu chẳng lẽ muốn phát tiết bất mãn nhưng nàng không nghĩ làm như vậy sau này sẽ bị trừng phạt càng lớn sao ánh mắt thẩm dịu lạnh nhạt nhìn ngọn lửa dần dần cháy đen bài vị không phải nàng ngỗ nghịch anh linh tổ tiên sẽ không dễ dàng bị phá hủy và lại trên đời này quan trọng là nhìn về phía trước tương lai của nàng tương lai của thẩm tín tương lai thẩm phủ hiển nhiên quan trọng hơn nếu tổ tiên trên trời có linh thiêng biết hành động này của nàng có thể giải trừ nguy cơ cho thầm gia cũng sẽ vui mừng tiểu hầu gia hiện tại đi vẫn còn kịp thẩm rượu không để ý đến tạ cảnh hành đang kinh ngạc lại ôm một đống bài vị ném vào chậu than nháy mắt ngọn lửa càng thêm lợi hại mà dường như nàng cảm thấy vẫn chưa đủ nghĩ nghĩ liền đi vào bên trong ông gia chăn đệm đã được cốc vũ phơi tốt mấy ngày nay chăn đều là bông lại vừa được phơi nắng càng thêm mềm mại. Thẩm Diệu tạ cảnh hành quát khẽ một tiếng ngươi không muốn sống nữa sao? Thẩm Diệu đem toàn bộ chăn bông trải ra khắp nhà, cấu tạo từ đường hơn phân nửa đều là gỗ, rất dễ bắt lửa. Mà lúc này nàng cầm lấy một khối bài vị đã bị cháy một nửa, châm vào một góc chăn bông. Ánh lửa phóng lên cao, trong từ đường dần dần tỏa ra khói đặc cuồn cuộn. Kinh Chập cắn răng đứng ở bên ngoài, đôi mắt đều đỏ cho đến khi đồng hồ cát trong tay chảy tới vị trí mà thẩm rượu đánh dấu, cho đến khi hộ vệ trong viện ngoài viện đều bị ngọn lửa kia kinh động, chạy tới cứu hỏa, kinh chập mới thừa dịp không ai chú ý, vùng chạy ra ngoài. Nàng một hơi chạy tới đại yến ở đông viện, đầy nhà khách chủ đang vui vẻ tận hứng, dường như không ai phát hiện một tiểu nha đầu chật vật như nàng, khóe miệng kinh chập nhếch lên hung tợn, vội kêu lớn cứu mạng, cứu mạng, từ đường bị cháy ngũ tiểu thư bị vây trong lửa rồi. Lời này vừa nói ra, mọi người nhất thời ồ lên. Thẩm diệu không phải ở Tây Viện dưỡng bệnh, như thế nào lại ở trong từ đường? Đang êm đẹp, sao lại xảy ra hỏa hoạn? Nhiệm Uyển Vân cũng kinh ngạc nhảy dựng, nàng lập tức đứng dậy, không biết từ đường đến tột cùng là bốc cháy như thế nào. Nàng đang muốn phân phó người chạy nhanh đi cứu hỏa, nhìn thấy bộ dáng kinh chập thở hồng hộc, không biết vì sao, đột nhiên trong lòng dâng lên một ý nghĩ. Nếu thẩm diệu chết trong lần hỏa hoạn này, vậy nàng có thể danh chính ngôn thuận để thẩm thanh gả thay rồi, về phần hoàng gia bên kia, chỉ cần nàng đến cửa nhận lỗi là được. Mà cái chết của thẩm diệu cũng chỉ là sự cố ngoài ý muốn, ai bảo nàng không an phận ở trong viện dưỡng bệnh, lại chạy đến từ đường, còn làm cho từ đường bốc cháy. Nghĩ thế nhiệm uyển vân liền đứng dậy, làm bộ làm tịch nói chư vị cứ tự nhiên ăn uống, ta nghĩ cũng không phải cháy lớn, chắc là tiểu hài tử nghịch lửa không cẩn thận. ta đi trước nhìn một cái nàng trách cứ hương lan mấy người các ngươi, nhanh đi tìm hộ vệ tới cứu hỏa. không khí yến tiệc nhất lời lâm vào một trận cổ quái, thẩm lão phu nhân trong lòng không vui, thống hận thẩm diệu cho dù không xuất hiện cũng làm cho nàng mất hứng. nhưng mà trên mặt vẫn giả bộ là một tổ mẫu tử ái, dặn dò nhiệm uyển vân mau đi xem tình hình diệu nhi nhưng mà giả vờ cùng thật tâm đến tột cùng khác nhau rất lớn. Nếu thật sự yêu thương thẩm diệu, thẩm diệu lâm vào cảnh này, sao còn có thể bình tĩnh? Trần Nhược Thu cùng thẩm nguyệt thậm chí không rời ghế, đủ cho thấy địa vị thẩm diệu ở thẩm phủ. Các phu nhân, tiểu thư ngồi đây cũng không phải kẻ ngốc, rốt cuộc nhìn rõ thái độ của người trong thẩm phủ đối với thẩm diệu, trong lòng đối thẩm diệu nổi lên sự đồng tình. Lại đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên vang lên một tiếng cười cao vút to rõ thẩm tướng quân thẩm phu nhân thẩm thiếu gia hồi phủ mau mở cửa nghênh đón cái gì không chỉ nữ quyến ngay cả nhóm nam quyến đều giật mình thẩm quý cùng thẩm vạn liếc nhau thẩm tín hồi phủ đây là đùa dẫn sao từ đây đến cuối năm còn một khoảng thời gian mà thịt nách giật giật rồi chớ gì há há chấm mà lúc này từ đường bị ngọn lửa vây quanh, bên ngoài bao bọc một vòng hộ vệ thẩm phủ. Nói là cứu hỏa lại chậm chạp không vào bên trong. Mọi người đều yêu quý tánh mạng chính mình, lửa mãnh liệt như thế, ai dám đi vào chịu chết. nha đầu thẩm ra, ngươi muốn chết. Tạ cảnh hành nhìn xà ngang bắt đầu bị thiêu cháy, nhíu nhíu mày. Tiểu hầu gia vẫn là đi nhanh đi thẩm rượu lù lù bất động người bên ngoài đến càng ngày càng nhiều, Ngươi lúc đó muốn chạy, cũng không chạy được. Ít nói nhảm, tạ cảnh hành nắm lấy cánh tay của nàng đi. Buông tay, thầm diệu tránh khỏi tay hắn, ánh mắt kiên quyết gần như bướng bỉnh ngươi nhìn không thấy sao. Ta là đang dùng chính tính mạng mình, đổi lấy một cái tiền đồ. Lời ngoài lề, mọi chuyện càng ngày càng gai cấn. phần này đến đây là hết nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn